thì nhân dân chúng tôi đâu có nói để làm cái gì. À, bây giờ anh đó anh có tội thì mình có tội thì phải trừng trị thôi. Đất nước mình có hiến pháp và pháp luật đó, đó rõ ràng. Bây giờ chỗ đó anh sai. À, thí dụ như bây giờ tôi nói như là cái vụ là Vì Cang ở thành phố Hồ Chí Minh, anh Vì Cang mới ra tòa mấy ngày hôm nay á. Tất Thành Cang. Giờ tôi hỏi quý vị á, nếu là một người cán bộ đảng viên, tiền ở đâu có mà các anh làm tham nhũng, thì bây giờ cứ ra tòa đó rồi hết vụ án này tới vụ án kia mà một người phải ra 2-3 lần tòa để lãnh bao nhiêu cái án tiền tham nhũng của nhà nước. Tại sao anh hồi lúc anh làm việc đó anh không quan chức đó, anh không anh Tất Thành Cang á, anh không lãnh đạo cái ngân sách tài khoản tài chính của mình cho nó sắc sao đi, rồi để cho nó thất thoát tiền nhà nước như vậy? Tại sao mình không làm người tử tế đi? Rồi bây giờ đó anh đi xe gì? Anh đi xe công, xe của nhà nước, đi tới đâu còi hú hoang tới đó. Thấy không? Anh đi xe của cơ quan nhà nước, xe bản xanh bản đỏ. Anh đi có người đưa đón. Đúng không? Anh Tất Thành Cang á, quá trời tiền mà các ngành của anh làm quá trời tiền. Nhưng bây giờ anh đi cũng có người đưa đón, cũng có xe. Nhưng mà xe này là xe thùng. Quý vị thấy không? Bây giờ cộng đồng mạng chúng ta thấy không? Các quan chức đang chức đang quyền của bộ máy nhà máy của trung ương của chúng ta, nhìn thấy không? Nhìn thấy đó mà học hỏi. Lúc đương thời đi xe gì? Lúc đang sử dụng đồng tiền của nhà nước, đồng tiền xương máu của nhân dân, chúng ta đi xe gì? Rồi bây giờ chúng ta đi xe gì? Tại sao đi không để hai cái tay ra cho nó tự do mà mang cái còng số 8 để làm cái gì? Sao không tháo ra? Tại vì chúng ta không làm người tử tế. Chúng ta chưa được làm người tử tế. Còn đi cái xe gì? Cái xe hồi đó đi ngồi ăn trên ngồi trước. Rồi bây giờ đâu ngồi trong cái xe thùng, cái xe gì giống cái xe chở heo không chết luôn mà ngồi trong đó. Ta có tiền để làm gì mà giờ ta vô đó ta ngồi? Ta kiếm tiền để làm gì? Bây giờ các nhà chức trách hay là cộng đồng mạng thấy bây giờ chúng ta cặp những anh em quan chức đang chức vụ lớn như thế, các anh kiếm tiền để làm gì? Kiếm tiền để làm gì mà bây giờ đi xe cảnh sát chạy cái thùng như cái thùng chở heo vậy? Đi xuống rồi còn hai tay còng đưa trước, hãnh diện lắm sao mà đưa hai cái tay trước. Tôi nói bây giờ, tôi nói thật, tôi là một người dân, tôi rất hãnh diện cho tôi. Tôi vẫn ngồi đây, tôi một người dân, tôi lên sống, tôi nói, mà tôi so với Tất Thành Cang, tôi hơn Tất Thành Cang nhiều. Tôi hơn, bởi vì tôi không có đồng tiền tỷ, ngàn tỷ, trăm tỷ. Nên tôi ngồi đây tôi nói chuyện tôi cười vui, tôi ngồi thoải mái. Hai tay tôi không bị mang còng số 8. Tôi không có xấu hổ. Mà tôi nhận định tôi là người tử tế. Tôi khẳng định tôi là người tử tế. Nguyễn Đức Chung. Nguyễn Đức Chung là cái gì? Cán bộ lãnh đạo như thế nào mà bây giờ phải ra hầu tòa? Thấy có nhục không? Cộng đồng mạng thấy các những cái quan chức của chúng ta thấy có nhục không? Ở Hà Nội bao nhiêu con người có thấy Nguyễn Đức Chung có nhục không? Đinh Lê Thăng sao? Đinh Lê Thăng nói sao? Tôi cho bà con nhân dân đường dây nóng số điện thoại của tôi điện hỏi thăm anh vô tù. Đinh Lê Thăng á, cần gì điện cho tôi? Tưởng sao anh ăn hối lộ đó hồi nào mẹ nó, rồi mà cho số điện thoại nhân dân để làm cái gì? Anh đâu có làm người tử tế mà anh cho số điện thoại cho nhân dân. Bày đặt lèo lái qua mặt nhân dân, qua mặt đảng, qua mặt là nhà nước. Bị đặt nói làm như người tốt, bởi vì các anh dựa vào cái cơ quan của nhà nước, các anh giữ chức giữ quyền, các anh ăn sao nói sao, các anh lừa dân dối đảng.
quá xấu hổ. Tôi nói ở đây tôi điển hình mấy cái vụ án cộm cán như thế đó, để cho những lãnh đạo, những người đang chức đang quyền trong Quốc hội khóa 15 này nhìn thấy ai mà còn cái đầu mà còn muốn suy nghĩ về những cái đồng tiền dơ bẩn của nhân dân, đồng tiền của đất nước, đồng tiền của nhà nước, và muốn để bỏ túi riêng, thì hãy nhìn lại những cái câu của tôi nói đi. Hãy dừng lại đi, đừng có tiếp tục nữa. Rồi chúng ta hãy nhìn nhận là những cái gì chúng ta chưa làm được, những cái vụ án nào chúng ta chưa làm được, cùng với đảng và nhà nước, cùng với nhân dân. Nhân dân phát giác, nhân dân nói lên, thì chúng ta hãy cùng với nhau, đoàn kết với nhau, chúng ta đem ra những cái vụ án đó thanh khui mổ xẻ, có công thì thưởng, có tội thì trừ. Không vì lý do riêng tư gì đó mà mình phải bao che cho hung thủ, bao che cho những người đã vi phạm pháp luật. Rồi tới đây nó cũng giống như là Tất Thành Cang, Đinh La Thăng, Nguyễn Đức Chung cũng đi cái xe thùng như thế thôi. Trời ơi, hồi lúc mình làm đảng viên, mình là chức vụ đảng viên, mình ăn trên ngồi trước, mình đi ra có người có kẻ hầu người hạ. Mà tại sao bây giờ mình phải đi cái xe thùng? Cái xe đó là đâu phải để chở cho mấy anh, đâu phải chở cho mấy người đó. Xe thùng đó là để chở cho những cái người á chống lại đất nước, chống lại đường lối chủ trương của đảng, chống lại cái pháp luật của nhà nước của chúng ta, những con người làm gây rối trật tự công cộng. Những cái xe đó là chở những con người đó là không có mà có cái đạo đức, sống trong cái đất nước Việt Nam của chúng ta, mất đi đạo đức, mất đi lý trí, là những người đó ta lội ra bỏ cái xã hội. Nên cái xe thùng đó là cái ngành cảnh sát đó là đóng cái xe đó là để chở những con người đó. Tại sao mình chui vô đó? Sao mình làm bộ trưởng, mình làm trưởng phòng, mình làm giám đốc này giám đốc kia mà mình không tránh né, mà mình đi chui vô cái xe thùng đó, mình ngồi vậy đó, mình không thấy cho dòng họ bà con thân tộc của mình xấu hổ hay sao? Đi xuống còn đưa cái tay ra cộng số 8 đưa lên trước mặt. Hay cộng số 8 chứ đâu phải là cái thẻ danh hiệu gì đâu. Đâu phải cái danh hiệu của chúng